có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao StartUp Việt Nam rất giỏi và rất là tiềm năng nhưng lại dễ bị hụt hơi trong thị trường gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài hay không? À, một phần lớn là do rào cản ngôn ngữ và các kỹ năng giao tiếp. Chúng ta có ý tưởng, có tiềm lực, à, nhưng lại không thể hiện được hết ra được. Chào mừng bạn đến với Expert Talks, chuỗi podcast chia sẻ những câu chuyện chưa kể và bí quyết thành công từ các chuyên gia cấp cao thuộc đa lĩnh vực. Podcast được xây dựng bởi nền tảng học tiếng Anh online cho người đi làm lớn nhất tại Việt Nam, NativeX, nhằm tiếp nối hành trình truyền cảm hứng và khai phóng tiềm năng cho người đi làm việc. Mở đầu podcast lần này là khách mời Valerie Vân Vũ, top 6 Under 30 Forbes Asia 2022, nhà sáng lập Ansible Ventures, một trong những nhà đầu tư hạt giống tích cực nhất của hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Việt Nam. Xin chào các quý vị khán giả. À, mình đây là Valerie Vân Vũ, và mình là nhà sáng lập của quỹ đầu tư Ansible Ventures Ansible Ventures uh, được thành lập cuối năm 2022 Với mục tiêu là đầu tư vào những startup tiềm năng từ Việt Nam Mình quyết định thành lập uh, Ansible Ventures Vì mình thấy Việt Nam đang là một thị trường rất tiềm năng Nhưng lại đang không được nhận nhiều sự đầu tư từ nước ngoài uh, Và chính vì uh, chính vì thế mà mình đã thành lập ra Ansible Qua kinh nghiệm làm việc và đầu tư rất nhiều năm ở thị trường Việt Nam uh, Lẫn quốc tế Thì Vân nhận thấy là startup Việt Nam cực kỳ giỏi Và cực kỳ có nhiều tiềm năng cao nhưng lại dễ bị hụt hơi ở môi trường quốc tế và gặp nhiều khó khăn với việc tiếp cận vốn đầu tư nước ngoài. À, mọi người hãy cùng theo dõi Vân à, và khám phá câu chuyện này trong buổi podcast ngày hôm nay nhé. Với cương vị ở một nhà đầu tư à, ở nhiều thị trường khác nhau thì Vân có thể nói rằng là vị thế của startup Việt trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài à, so với thời gian trước thì càng ngày được à, chú trọng hơn và cái tiềm năng của thị trường mình cũng đang được nhìn nhận rõ ràng hơn vân thì nhận thấy là đất nước, nước mình đang ở trong một thời kỳ rất là thiên thời địa lợi nhân hòa phải kể đến từ năm ngoái đến bây giờ từ năm 2023 đến bây giờ thì uh, ngành công công nghệ uh, có một làn sóng cắt giảm nhân sự rất là lớn trên toàn cầu uh, việc này thì nhìn theo xu hướng khác thì lại có lợi cho Việt Nam vì Việt Nam mình đang có một nguồn lao động trẻ uh, đào tạo đào tạo tốt và giá cả lại cạnh tranh hơn uh, so với các bạn ở thị trường quốc tế như là Mỹ tuy nhiên thì À, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn rè dặt với thị trường Việt Nam. À, theo Văn nghĩ thì đây là vì mình vẫn còn có rào cản ngôn ngữ khiến cho việc hợp tác, trao đổi, đàm phán giữa hai bên nhiều khi chưa được xuân sẻ. Vân cũng nhận thấy rằng là sát đắc Việt à, mặc dù giỏi nhưng lại à, vẫn gặp nhiều thiệt thòi ở môi trường gọi vùng quốc tế. À, thực ra thì người Việt rất là giỏi chuyên môn và đặc biệt là các cái kỹ sư. À, phần mềm của Việt Nam thì không thua kém gì trên thế giới. À, ví dụ như là các cái startup um, hoặc là công ty công nghệ tỷ đô, uh, Atlassian hay là Synopsis thì họ đều có uh, phần um, kỹ sư phần mềm hoặc là có hẳn một cái văn phòng uh, làm về sản phẩm phần mềm công nghệ tại đặt tại Việt Nam. Thì điều đó chứng minh là về chuyên môn uh, và về công nghệ thì Việt Nam mình không hề thua kém uh, các nước trên thế giới và thậm chí là còn vượt bậc hơn các nước trên trong Đông Nam Á. À, bên cạnh đó thì startup Việt lại có một đặc tính rất là à, à, khác biệt so với các nước khác là mình khá là chịu thương chịu khó và chăm học hỏi chúng ta có ý tưởng tiềm lực à, thế nhưng mà chưa thể hiện được hết ra được vì rào cả ngôn ngữ à, hoặc là kỹ năng giao tiếp còn thua thiệt năm ngoái thì à, Vân có đầu tư vào một à, công ty làm về thực phẩm mà là ăn uống lành mạnh à, ý tưởng của các bạn ý và các bạn ấy đã có sản phẩm và có doanh thu thậm chí là có lợi nhuận là làm một cái nền tảng về uh, ăn uống lành mạnh cho cả Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà đi gặp các cái nhà đầu tư ở bên nước ngoài, bên Singapore thì họ các nhà đầu tư lại tưởng là họ đang pitch uh, về một nền tảng uh, một một cái chợ online và vì vậy là họ bị nhà đầu tư ở bên nước ngoài từ chối. Nhưng mà đấy là một cái bài học uh, mà Vân cũng như là sát đó đã rút ra là khi mà mình trình bày thì mình phải trình bày một cách rõ ràng hơn để nhà đầu tư họ không bị hiểu lầm. Vẫn nhận ra là tiếng Anh hoặc là cái sự khả năng thuyết phục trình bày chỉ kém một chút thôi cũng làm tiềm lực của start-up Việt Nam bị giảm đi rõ rệt. Đây là một lỗ hổng rất lớn mà giáo dục Việt Nam cần phải nhìn nhận khi so sánh các nước trong khu vực Đông Nam Á như là Singapore, Philippines, Indo, Thái Lan chẳng hạn. Mặc dù khả năng và tiềm lực là không khác nhau nhiều. Một số lưu ý cho các startup Việt Nam khi đi pitching tới các nhà đầu tư nước ngoài. À, thứ nhất là mọi người nên tìm hiểu về khẩu vị đầu tư của họ trước, vì mỗi quỹ có một cái khẩu vị khác nhau. À, ví dụ như là mình có thể xem là họ đã đầu tư những dự án gì trước đó, à, tiêu chí đầu tư của họ ra sao, à, văn hóa trong công ty à, trong quỹ như thế nào để chuẩn bị bài thuyết trình của mình tốt hơn. Thứ hai là à, ưu tiên sử dụng các ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu trong bài thuyết trình. Uh, tránh sử dụng những cái từ ngữ quá phức tạp và ngôn ngữ chuyên, chuyên ngành quá nhiều. Uh, đặc biệt là khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ uh, chính hoặc là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để tránh gây nhầm lẫn và uh, sự khó hiểu. Như dạo gần đây thì uh, uh, có một cái làn sóng Artificial Intelligence AI uh, khá là hot nên là các startup nhiều khi bị lạm dụng quá nhiều uh, những cái từ gây khó hiểu như là Big Data hay là AI thứ ba là bạn nên chuẩn bị câu hỏi mà các nhà đầu tư có thể hỏi uh, về những cái Q&A mà họ có thể đặt ra uh, để mình có thể tự tin hơn vào cái công uh, vào cái câu chuyện uh, khi mà mình pitching uh, và tốt nhất là khi mà họ hỏi uh, thì thì không nên kiểu tắt tiếng xong rồi hoặc là cả cả team cả đội chuyển sang dùng tiếng Việt nói chuyện với nhau thì nó hơi uh, mất lịch sự một chút uh, nếu mà mình gặp lúng túng lúc đấy thì mình vẫn có thể là Um, xin phép họ một vài giây để suy nghĩ nhưng mà uh, vẫn nên giao tiếp với họ bằng tiếng Anh chứ không nên là đùng một cái chuyển sang tiếng Việt với nhau uh, nó sẽ hơi bị làm mình hơi 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 bị không được um, chuyên nghiệp <laughs> nói về câu chuyện học ngoại ngữ ở Việt Nam thì uh, uh, vẫn nhớ lại là năm 18 tuổi thì vẫn mới bắt đầu học tiếng Anh uh, vì trước đấy là mình không học tiếng Anh À, và mình thấy là ở việt nam có khá là nhiều khóa học vẹt học sổi tràn lan ở trên mạng à, ví dụ như là họ dùng những cái từ ngữ rất là đào tạo búa lớn như là học cấp tốc đạt chứng chỉ cấp tốc trong một tháng hai tháng vì nếu mà bạn chưa vững vàng được kiến thức nền tảng thì à, học cấp tốc cũng không thể thành thạo được và nhiều khi là sau khi thi xong là mình sẽ quên hết và mình không tiếp tục vận dụng được tiếng anh trong tương lai à, vậy nên là để khả năng à, ngôn ngữ được cải thiện hơn thì có nghĩa là các bạn nên dành thời gian bằng uh, tìm bằng cách là tìm một phương pháp học uh, đừng đắn và khoa học uh, đừng tham học cấp tốc uh, tốt hơn hết là tìm một khóa học phù hợp với lịch trình bận rộn của mình để không bị quá tải và uh, không bỏ cuộc một cách giữa chừng uh, học ngoại ngữ thì đòi hỏi là thực hành và thực hành rất là nhiều không chỉ về ngoại ngữ mà còn là cách thể hiện ngôn từ uh, vì vậy là các bạn nên trau dồi thêm các kỹ năng mềm như đàm phán uh, tư duy phản biện để thể hiện được hết ý tưởng và tiềm lực của bản thân trên thị, uh, trường thị trường quốc tế. Nói về tổng quan thị trường thì uh, thị trường uh, công nghệ về giáo dục ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh. Uh, theo báo cáo của Insight Partner thì thị trường giáo dục tiếng Anh trực tuyến tại khu vực châu Á-Thánh Bình Dương sẽ cán mốc 6 tỷ đô vào năm 2027. Uh, trong quan sát của Vân thì uh, mặc dù là thị trường về giáo dục công nghệ ở Việt Nam đang mạnh và nhận được nhiều khoản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên là các khoản đầu tư đấy họ chủ yếu đầu tư vào giáo dục cho các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên cái mảng giáo dục cho người lớn đặc biệt là những người đang đi làm rồi thì lại khá là bỏ trống và chưa có nhiều startup đang giải quyết cái thị trường này. Thế nên là khi mà gặp NativeX thì vân rất là thú vị và thấy cảm thấy rất là thích và tìm hiểu thêm thì sau khi mình ngồi vào lớp của nativex thì mình thấy là những cái nội dung của nativex nó rất là đầy đủ và bài bản không những là chỉ là luyện phát âm mà luyện ngữ pháp rồi luyện viết luyện nghe và còn được trao đổi về các giáo viên nước ngoài cũng như là trao đổi với các bạn học ở trong lớp và có thể là chọn được thời gian thích hợp nên là mặc dù là mình đi làm mình có bận rộn đến bao lâu thì mình vẫn có thể chọn ra cái lớp mà phù hợp nhất Uh, với cái khoảng thời gian của mình uh, vì là nhìn thấy được cái um, cái nội dung bài học uh, nó rất là đầy đủ và bài bản của NativeX nên là mình um, quyết định là đầu tư vào NativeX và muốn cùng NativeX phát triển thêm trong cái mảng uh, giáo dục cho người lớn và người đi làm này <laughs> in English to describe myself, I would say ambitious um, creative And passionate. My favorite uh, movie recently is Oppenheimer, um, directed by Christopher Nolan. The movie is a biography of um, um, Oppenheimer. Uh, he's the fa founding father of Atomic Bomb. Um, it's a really long movie, uh, probably more than three hours long. Um, I love the movie because of the cin cinematography, the color, and the music. Um, of the movie.